tôi biết một hoạt động vô cùng bổ ích mà nó lại khớp với tuổi thơ của mình quá luôn ấy, đó chính là hái trộm xoài mọi người ạ. Thật ra thì nó cũng không thể nói là hái trộm xoài được, tại vì là bảo vệ xung quanh đây thì họ cũng khuyến khích là người dân xung quanh nên có thể là hái xoài xuống ấy, để bởi vì là xung quanh cây xoài rất là nhiều, nếu không ai ăn thì cũng phí. Thế nên là cứ 8-9 giờ tối thì người dân xung quanh đây đều mang xào xuống để mà lấy xoài mọi người ạ. Tuy là mình không có đội đấy nhưng mà mình cũng đi xin vặt mỗi nhà một quả. Nên vlog này không thể nói là vlog hái trộm xoài được mà phải nói là vlog đi xin xoài. Đưa mọi người xin xoài. Mình đã tìm được thấy một đối tượng đang ăn trộm xoài này. Là mình đã xin nhá. Ui, quả to quá chị ạ. À, xoài Thái phải. Đấy. Mình xin được 2 quả xoài. Về ăn thử xem có ngon không. Lần sau đi xin tiếp. Mọi người thấy làm xong mình là rất nhiều người lũ lượt đi hái xoài luôn á. Mình là mình không có đội nên là mình đi xin vặt. Thường ấy, ăn xoài không thể thiếu nước chấm mắm đường nổi tiếng của Thái Lan rồi. Thế nên là hôm nay mình chia sẻ cho mọi người công thức mắm đường ngon đỉnh của chóp luôn. Chỉ thiếu mỗi tôm khô thôi, mọi người thử xem nhé. Hiện nay Hà Nội đang là 37 độ nha. Quá nóng luôn ý. Và mọi người ạ, mọi người biết công việc của mình là gì không? Nông trại vui vẻ. Nếu như mọi người chấm xoài Thái thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Và cái topping mấy thích ăn nhất ở nước chấm này đó chính là hành khô. Mọi người ăn hành khô cùng với xoài thử xem. Đỉnh của chóp luôn. Tuyệt vời. Đây cũng là một phần tuổi thơ của mình. Ngày xưa mình đi hái trộm xoài nhiều lắm. À không, ngày xưa mình hay đi hái trộm trứng cá. Cái hồi lớp 1, lớp 2 hay lên trèo cây để hái trộm trứng cá luôn. Vui lắm. Xong bị chủ nhà đuổi chửi. Đó là tuổi thơ của thế hệ tin X rồi. Bây giờ Gen Z rồi, Gen Z thì ở nhà thôi. Ở nhà cách ly thôi mọi người ơi. Then I would have no light, and someone else would find your beauty new in mine. Tiptoe, phòng thương mại của tôi ngày hôm nay là mình đi xuống siêu thị to để mà mua đồ. Xuống đây thì tôi đã thấy một cảnh tượng vô cùng là hỗn loạn. Đó chính là vườn không nhà trống. Vườn không nhà trống, không một bóng người. Nếu như cứ như thế này trong vòng 1-2 tháng nữa thì các doanh nghiệp sẽ phá sản mất thôi. Trời ơi, à đây. Đây là có mang về này. Quần áo thì vẫn mở như bình thường nhưng mà nói chung chẳng có người đâu. Then I would have no light, and someone else would find your beauty new in mine. Còn đây là một số hoạt động lóc đa của chúng tôi. Hai bọn mình tổ chức một cuộc thi vẽ tranh. Ai mà thua ấy thì sẽ phải khao một bữa ngon rẻ bẩn. À nhầm, ngon bổ đắt nhở. Hết giờ.
cái bờ và cái kết. Bạn xem cái nào đẹp hơn? Đó, chúng ta gọi là kiểu phát triển về mẫu thời trang. Quay mẫu cho mình nha. Quay mẫu ra. Chiếc mẫu rất là bình thường của một nhà mốt. Và chúng ta phát triển nó ra thành hai mẫu khác hoàn toàn nhau. Đây là mẫu của trẻ con mặc. Còn đây là mẫu của người lớn mặc nè các bạn. Hello mọi người, ngày hôm nay bọn mình sẽ chơi kẹo thúi. Ở đây sẽ có rất nhiều vị. Vị gì đây? Bắt sao nào? Thôi, chơi từng viên sau đó thì mình sẽ biết vị đó là vị gì. Vị bãi nôn. Bãi nôn rất là nhiều. À, chỉ có đúng hai viên thôi. Chứng tỏ bản thân lên. Chứng tỏ thân mình là người may mắn nào. Thôi nhá, bây giờ là vị bất lấy khách và vị bìm thúi. Bìm thúi. Ừ. Đây, chọn đi. Rồi, ok, mình sẽ ăn về còn lại. Ghé của anh. Một nữa hả? Thơm quá. Thơm quá. Vị đờm mới là vị của lê, nước ép lê. Thử nhá. Từ từ áp sao, sao nào? Xanh này có vân đúng không? Bàn chù trụy. Có sao vị đấy mẹ. Lê không kinh lắm. Vị này nó thiên, vị này nó thiên nhiên lắm. Như kiểu đang ăn rêu ấy. Lẹ. Ác mà nhổ, nuốt mà. Phúc con nha mọi người ui. Đâu này thì đúng không? Mình sức tối. Người ta muốn thử lắm luôn ý. Nuốt. Chắc bao giờ ta thấy mồm nó thối như này luôn đấy. Mồm thối đúng nghĩa là này. Đào. Đào chơi nữa. Dù bạn chơi kẹo thối và cái kết. Và cái kết thối hơn bạn. Không muốn ăn thế nào nữa. Thối đúng không? Bài nôn. Hay bị bắt răng bơ ấy nhở? Ui, chân mình bị thở ra kinh thế. Con sao này khổ lắm em ơi, không để đây được đâu. Mày đi đổ đi, mày là người nôn nhiều nhất. Yeah. Còn nắng nè. Ôi không hiểu sao cứ đến cái mùa dịch hoặc là Tết, mình chuẩn bị lên kế hoạch mà đi du lịch rồi á, thì toang bùm anh Covid lại đến hỏi thăm mình luôn. Nha, đây. Rất là vắng nè. Và bây giờ chỉ cần đi mua một cốc trà sữa là một điều quá xa xỉ rồi. Trà nội bây giờ đang toang rồi các bác ạ. Da đẹp, da đẹp, da đẹp.